Hiệp thứ hai, đại chiến tranh tài giữa các thành viên Sử Lai Khắc đã được bắt đầu. Đoàn đội của Mã Tiêu Đào lập tức lao lên. Phía Đới Thực Hoành cũng vậy. Lăng Lạc Thần sử dụng Vũ Hồn bạo phát hàn khí ra xung quanh hỗ trợ đồng minh. Hoặc Vũ Hạo cũng bạo phát tinh thần lực hỗ trợ. Không gian toàn trường lập tức được thu vào trong tầm mắt. Điều này làm cho các thành viên trong đoàn đội Đới Thực Hoành bất ngờ. Hiệu quả phụ trợ quá kinh khủng. Thảo nào trận chiến trước đó Mã Tiêu Đào lại có thể tấn công chuẩn xác tới như vậy. Chỉ vừa giao thủ, đoàn đội Đới Thực Hoành đã chiếm được lợi thế. Mã Tiêu Đào biết được sự lợi hại của hồn kỹ phụ trợ này nên yêu cầu Tây Tây tranh thủ cơ hội xử lý Hoắc Vũ Hạo. Tây Tây lợi dụng tốc độ nhanh của mình để tìm cơ hội ám sát. Được Thực Hoành biết ý đồ này nên yêu cầu Tứ Tam Thạch chú ý bảo vệ Hoắc Vũ Hạo. Lăng Lạc Thần bạo phát băng lĩnh vực hỗ trợ. Mã Tiêu Đào nhanh trí phóng ra một đoàn lửa đốt tan băng dưới sân. Uy lực Phượng Hoàng lửa quá mạnh, ngọn lửa tạo ra nhiều hàng rào ngăn cách các thành viên khiến chiến lực của bọn họ bị giảm xuống. Hoắc Vũ Hạo thấy vậy, lập tức hỗ trợ Lăng Lạc Thần, cầu truyền sức mạnh băng cực hạn cho cô nàng. Sau khi nhận được sức mạnh, năng lực hàn băng của Lăng Lạc Thần đã đột phá đến cảnh giới cao nhất. Cô bạo phát cực băng lĩnh vực ra xung quanh. Ngọn lửa Phượng Hoàng của Mã Tiêu Đào bị dập tắt. Điều này làm cho nàng ta kinh ngạc vô cùng. Rõ ràng là hồn lực của Lăng Lạc Thần còn thua mình chục cấp, vậy mà lại có thể áp chế được lửa của mình. Hàn khí làm cho tốc độ của phe địch chậm lại. Tuy nhiên, phía Mã Tiểu Đào cũng có hồn sư phụ trợ là Diêu Hạo Hiền. Hắn ta bạo phát chiến ý giúp các thành viên trong đội thoát khỏi sự áp chế của hàn khí. Bọn họ nhanh chóng lao tới. Tiêu Tiêu lấy ra cây sáo thổi một hơi phá tan chiến ý của Diêu Hạo Hiền. Không có sự phụ trợ, tốc độ của đám người Mã Tiểu Đào lại suy giảm. Tây Tây lao tới như một cơn gió tấn công Hoắc Vũ Hạo. Từ Tam Thạch nhanh chân lao tới dùng tấm khiên ngăn cản. Tốc độ của Tây Tây gần như là nhanh nhất trong số tất cả mọi người. Nhưng động tác của cô nàng này đã bị Hoắc Vũ Hạo chia sẻ cho mọi người. Dù Từ Tam Thạch không nhanh kịp thì cũng dự đoán được phương hướng tấn công tiếp theo nên dễ dàng ngăn cản. Tiêu Tiêu và Vương Đông cùng nhau tấn công Bối Bối. Mã Tiểu Đào thì một mình cân hai người. Nhờ có sự phụ trợ của Công Dương Mặc, nàng ta lao lên không trung rồi phóng xuống vô số ngọn lửa. Đới Thực Hoành cũng sử dụng hồn kỹ đánh ra vô số cú đấm ngăn cản. Thiếu đi sự hỗ trợ của Hoắc Vũ Hạo, hồn kỹ Mã Tiểu Đào đã thiếu đi độ chuẩn xác, công kích rơi xuống loạn xạ, phe mình cũng bị liên lụy. Nhân lúc Mã Tiểu Đào lộ ra sơ hở, Lăng Lạc Thần liền bộc phát hồn kỹ thứ ba, tạo ra một cái lồng giam bằng bằng nhốt Mã Tiểu Đào ở bên trong. Nàng ta triệu hồi sức mạnh Phượng Hoàng định phá cái lồng, nhưng sức mạnh của Lăng Lạc Thần sau khi được Hoắc Vũ Hạo phụ trợ đã quá khủng khiếp. Sức nóng của ngọn lửa Phượng Hoàng không làm gì được lồng giam, độ tinh khiết của băng quá cao, ngọn lửa bình thường hoàn toàn không làm gì được. Chủ lực chính đã bị vây khốn, đoàn đội Đới Thực Hoành lập tức xông lên tấn công thành viên hỗ trợ của phe địch, sau đó nhốt người vào trong lồng. Một chủ công và hai hỗ trợ đã bị vây khốn. Đám người Đới Thực Hoành liền nhận ra cơ hội này tấn công phủ đầu. Băng của Lăng Lạc Thần áp chế cả sân, Mã Tiểu Đào biết cần phải giải quyết cô nàng kia thì mới có thể đoạt lại quyền chủ động được. Cô quyết định chơi liều bằng cách sử dụng đến lực lượng của Phượng Hoàng Tà Hỏa. Đây chính là sức mạnh Phượng Hoàng chân chính. Sau một lúc thiêu đốt thì lồng giam cũng bị phá vỡ. Nàng ta lập tức hướng công kích về phía Lăng Lạc Thần. Lăng Lạc Thần phóng xuất hàn khí ngăn cản nhưng thế tấn công của Mã Tiểu Đào quá mạnh. Cô nàng ngưng tụ lực lượng rồi lao tới với quyết tâm giải quyết Lăng Lạc Thần. Đối thủ Hoành bộc phát sức mạnh chém ra một luồng kinh lực ngăn cản. Mã Tiểu Đào lao tới như thế trẻ tre, va chạm với Đối thủ Hoành. Công kích hai bên giằng co tạo ra một trận dư chấn, gió lốc lan ra xung quanh khiến mọi người trên sân bị đẩy lui về sau. Sức mạnh Phượng Hoàng Tà Hỏa của Tiểu Đào lại quá bá đạo, hồn kỹ Đới Hỏa Bần bị đánh vỡ, thậm chí còn bị một chưởng đánh vào ngực hộc máu. Tuy nhiên, đây lại là hành động cố tình. Chỉ chờ Mã Tiểu Đào tiếp cận, Đới Thực Hoành liền nắm lấy tay cô nàng ném về phía Lăng Lạc Thần. Lăng Lạc Thần thở ra một hơi rồi giơ tay bạo phát sức mạnh đóng băng mọi thứ trước mặt. Mã Tiểu Đào và Thái Đầu bị đóng băng thành một cục thịt đông lạnh. Sang Nam Nam và Bối Bối cũng bị đối thủ kiểm soát. Công Dương Mặc và Diêu Hạo Hiền vẫn bị lồng giam nhốt lại. Chỉ còn một mình Tây Tây, cô nàng này phải lấy sức một mình đấu với 7 người. Dù là như vậy thì Tây Tây vẫn giữ vững tinh thần không chịu bỏ cuộc. Cô lao tới như một tia chớp tấn công Hoắc Vũ Hạo. Tốc độ quá nhanh, mọi người không kịp phản ứng. Hoắc Vũ Hạo lập tức rơi vào nguy hiểm. Cậu nhanh trí sử dụng chiêu tấn công linh hồn đánh cho Tây Tây choáng váng, cơ thể bay ra xa. Tiêu Tiêu vào Vương Đồng lao tới tấn công. Tây Tây bây giờ đã không còn sức phản kháng nữa, Huyền Lão buộc phải ra sân ngăn cản. Trận chiến tới đây đã có kết quả, Lão tuyên bố đoàn đội Đới Thực Hoành giành được chiến thắng. Trải qua trận chiến lần này, hồn lực Hoắc Vũ Hạo đã gần như cạn kiệt. Những người khác cũng phát hiện ra cậu và Tiêu Tiêu có song sinh vũ hồn.
Thảo nào mới gia nhập học viện năm thứ hai đã có thể gia nhập vào chiến đội dự bị xử lệ khắc thất quái. Đới Thực Hoành đến chúc mừng cậu gia nhập, thái độ của hắn vô cùng hòa nhã. Hắn cho biết cậu có mâu thuẫn với đệ đệ Đới Hòa Bân của mình. Đới Thực Hoành nói rõ rằng hắn chính là hắn, Đới Hòa Bân chính là Đới Hòa Bân. Hai người còn khác nhau hoàn toàn, cậu không cần phải đề phòng. Sau này mọi người chính là chiến hữu với nhau rồi. Điều này làm cho Hoắc Vũ Hạo cũng phải suy nghĩ. Hắn ta là con trai của công tước và phu nhân, người có thù oán với Hắc Vũ Hạo. Dù lập trường của hắn thế nào thì cũng không thể trở thành bằng hữu của cậu được. Tên Đới Thực Hoành này vô cùng bình thản, hòa nhã, giận hay vui đều không lộ ra ngoài. Điều này đáng sợ hơn những kẻ lúc nào cũng để lộ biểu cảm ra ngoài. Huy Lão tiến vào cổ vũ, thực chiến chính là cách khảo nghiệm tốt nhất. Sau hai trận giao chiến vừa rồi, ông tin là mọi người đã hiểu rõ về các thành viên trong đội dự bị. Ba người là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu tuy có thực lực cá nhân không đủ nhưng tiềm năng thì vô cùng lớn. Hoắc Vũ Hạo được đề cử thành hồn sư chủ điều khiển của đội dự bị. Bối Bối làm đội trưởng đội dự bị. Mọi người được yêu cầu quay về thu dọn, sáng sớm ngày mai sẽ tiến về Tinh La Thành. Ý này cũng chính là đến Tinh La Thành tham gia cuộc thi đấu hồn cao cấp của các học viện trên toàn đại lục. Đới Hòa Bân tìm tới gặp mặt Đới Thực Hoành. Hóa ra trước đó, tên này đã nhờ ca ca của mình xử lý Hoắc Vũ Hạo. Đới Thực Hoành yêu cầu gã từ bỏ ý nghĩ đó đi. Thiên phú Hoắc Vũ Hạo cao hơn cả gã. Hơn nữa, Huyền Lão cũng rất thích cậu ta. Chuyện lần này cũng đã kinh động tới gia tộc. Đới Hòa Bân không muốn bỏ qua chuyện này. Đới Thực Hoành lập tức tặng cho gã một cái tát cho tỉnh ngộ. So với lợi ích của gia tộc thì thù oán cá nhân có là gì? Nơi này chính là xử lệ khắc, còn dám làm liều như lần trước thì cả gia tộc có thể sẽ gặp nạn. Nếu muốn tiếp tục ở đây thì ngoan ngoãn cụp đuôi mà làm người. Về phần Hoắc Vũ Hậu, không những không thể đối phó mà ngược lại, phải lôi kéo về gia tộc. Tất cả những lời này của Đới Thực Hoành làm cho Đới Hòa Bân cực kỳ tức giận. Gã không cam lòng, còn giận lây lên người Đới Thực Hoành vì dám lên mặt. Hắn thề rằng sẽ có một ngày làm cho người anh trai này không thể diễu võ ra ngoài trước mặt mình nữa. Qua ngày hôm sau, mọi người cũng tới nơi tập trung. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông là hai người tới sau cùng. Trước mặt bọn họ là một cột đá khắc vô số chữ. Huyền Lão tuyên bố sau khi gia nhập nội viện thì phải gánh vác trách nhiệm thuộc về nội viện. Năng lực của hồn sư vượt qua người bình thường quá nhiều. Một khi làm việc ác sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho người bình thường. Do vậy, nhất định phải giám sát. Đây chính là trách nhiệm. Hàng năm đều có học viên tiến vào nội viện. Vậy nhưng đệ tử nội viện trước giờ lại chưa tới 100 người. Ngoài trừ một số nhỏ rời đi sau khi tốt nghiệp thì những người còn lại đều là chiến tử. Bọn họ vì trách nhiệm mà chiến đấu hy sinh. Những cái tên trên tấm bia đá là tên của những người đã ngã xuống. Dù phải đối mặt với nguy hiểm thì 7 thành viên đội dự bị vẫn không nao núng. Bọn họ đồng loạt đồng ý gia nhập nội viện, gánh vác trách nhiệm tiêu diệt cái ác, bảo vệ hòa bình cho đại lục. Trước khi tham gia cuộc thi đấu hồn cao cấp học viện trên toàn đại lục, thì Huyền Lão muốn mọi người làm một nhiệm vụ, đó là tiêu diệt tà hồn sư. Tà hồn sư là gì? Nghe cái tên có vẻ rất nguy hiểm. Chưa biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì tập phim đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé!